Xin chào mọi người, hôm nay shop Japan tiếp tục giới thiệu cho bác một em đồng hồ hàng mới nguyên hộp của hãng Narumi. Narumi thì là một hãng nổi tiếng chuyên sản xuất về đồ gốm sứ, sứ xương hoặc là đồ pha lê cao cấp. Thì hôm nay em có giới thiệu qua cho bác một em đồng hồ pha lê do hãng Narumi sản xuất. Em này độc đáo một chỗ là vừa là đồng hồ mà là đồ decor. Vừa có mặt đồng hồ đấy ạ. Đồ decor của ở trên này có một quả cầu bản đồ thế giới. Rất là đẹp. Đây ạ. Cho mọi người nhìn đây. Em này thì là hàng mới nguyên hộp cho nên là có nguyên sách này, nguyên phiếu bảo hành zin của Nhật. Hộp rất là sang trọng. Cái này thích hợp để decor trên bàn làm việc cũng như là mình làm quà tặng cho mọi người đều được hết. Quả cầu này. Đây ạ. Mình có thể xoay được các bác nhé. Bác nào muốn biết thêm thông tin chi tiết về em đồng hồ Narumi này có thể inbox trực tiếp cho Facebook Sơn Japan Hàng Nhật cũng như có thể xem tại website hangjapan.vn để cập nhật các sản phẩm mới nhất của shop. Xin chào cả nhà.